trăm gốc mà được 20 mấy tấn. Này mà tới mùa trái lên nhìn chắc mê luôn à. Đúng rồi. Nào cái cành này không mà hết mấy chục cái rồi. Đất đen mà xốp đi lúng chân á. Đúng rồi. Này là chuyên đặc trị là rầy, đúng không? Đúng rồi, đặc trị là rầy chứ không trị sâu được. Nhiều khi một cái vườn vậy là xịt một lần là phải 2000 lít. 2000 lít rầy. Nước xuống ao 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 rít, ăn chăn tắm rồi mưa vậy luôn mà. Dùng mình tính đến nay là bao nhiêu năm rồi anh? 13 năm anh. 13 năm. À. Cây lớn kìa. 13 năm. Từ đây xuống đây đó. Này anh đã sử dụng hàng bên em là anh coi trên YouTube hả? À? À, coi trên YouTube á. Coi YouTube là xài. Chứ mà xài cũng cũng nhiều. Cũng một vụ phục hồi vậy xài 3 lần. Từ hôm phục hồi tới nay tới nay 3 lần rồi đó. Thấy không? Thấy dần lá không? Tưới đây là 3 lần rồi. Ờ, mới tưới có 3 lần á. Cây lực đó ha. Cây này đúng cây lâu năm rồi. Đợt lá này là tưới thêm lần nữa nè. À, ăn xong là cây đầu là tưới 2 lần. Cây nào mới tưới 1 lần. À, lần thứ 3. Được rồi, vườn anh thu được nhiêu? Được rồi, thu được 2 mấy tấn. Là tổng cái vườn này được chu gốc anh? 1 hết đúng á. 1 hết 1 hết 3 nhưng mà 3 công dưới là của nhà em rồi. Đó không tính, này là 1 hết đúng nè. 1 hết đúng là nó 100 gốc á. 100 gốc mà được 20 mấy tấn. À, hồi đó trồng là 10 10 mét một cây. 10 vuông á. Hồi đó trồng cũng lâu rồi mà cũng chuẩn quá ha. Lâu rồi. Thì cái từ cái này tới đây cái này là 10, đấy qua kia cũng 10. À. Tầm 10 hết. Một nhưng mà trong đó thì cũng có chết ít cây rồi, nhưng có chết hồi xưa nó bị nấm chết tầm khoảng 4 cây 5 cây gì đó. Từ cái lúc mà anh bữa anh thu hoạch tới giờ là anh tưới được 3 cừ đầm cá rồi. Tưới được 3 cừ rồi. À, anh thấy nó rễ nó ra. Rễ nó nhiều chứ. Rễ ra rất là nhiều. Này, nói chung những cái cây ở dưới đây thì nói chung là nó ăn trái thì nó nhiều hơn ta, nhiều hơn những cái cây này. Nhưng nó phục hồi lại thì nói chung là nó cũng hơi chậm hơn xíu. Nhưng nó ăn trái nhiều quá. Ăn trái nhiều. Những cái này thì nó tầm trăm mấy hay trăm trái. 300 mấy ký. À. Rồi, những cái ăn trái ít hơn xíu thì nó mau phục hồi hơn nữa, thấy không? À. Cái cành lá đâu, xùm tre không? À. Lá này. To hơn bể không? Thấy không? Cành này vẫn còn sống thấy không? Cành này mang trái nhiều mà vẫn còn sống thấy không? À, mang trái nhiều lá, đầu cành nó mất hết luôn. Đúng rồi, nói chung là dàn trái đó ăn mang trái nhiều lắm á. Mà giờ nó cũng ra đã lá hết rồi đó. Cái này nó măng trái hết biết luôn. Những cái dưới đây măng trái cũng dữ lắm. Này mà tới mùa trái lên nhìn chắc mê luôn à. Đúng rồi. Nói chung là trái tròn. Trái tròn tầm 3 ký, 3 ký mấy. À, cái liều lượng anh tưới đậm cá là sao anh? Chia sẻ mọi người biết. 100 gốc này á. Một lần tưới là nó là 2 thùng. 2 thùng phân cá. 2 phần phân cá. Anh gốc pha hai thùng lít à? 2 thùng 40 lít á. À. 40 lít pha cho tầm khoảng độ 6 đến 7 kg hung mít. 6 7 kg hung mít. À, 100 gốc. Trico thì tầm cũng phải được khoảng 7 đến 8 kg trico á. Là... tùy theo như đợt đầu thì mình tưới thì bổ sung nhiều, đợt sau thì giảm lại chút. Cỏ thì nói chung cỏ thì cũng nó lên cao cũng phá, này cũng chuẩn bị phá rồi nè. Dạ. Mấy hôm nay mưa quá rồi ít có đi vô trong đây. Đi vô trong đây sợ nó tổn thương cây này ăn trái dữ lắm. Tính ra cành nào nó cũng
nó hướng hướng lên anh ha. Đúng rồi, hồi xưa là rồi là năm nào cái cành này không mà hết mấy chục cái nè. Wow. To này, hồi đó là nó quằn vậy lắm chứ không phải giờ, đó là chống thêm cái cây tre nữa chứ. Rồi chừng cắt lá xong nó giật lên, giật lên thì mình đi xuống khúc sâu mình coi thử. Cái cỏ này là tí nữa mình sắp tới là anh phát đó. Ừ, đó là phát thấp xuống thành đầu đinh hết. Đâu có để cao đâu. Để cao mùa này sợ nắm bệnh vô nhiều. Thực ra là đâu có để cao. Chứ tứ phan cá đâu cũng phải dẹp bớt cỏ này. Dẹp bớt cỏ chứ để cao quá cũng đâu có được. Tháng nắng thì vậy, tháng mưa. Mưa vất vả lắm. Mưa nắm bệnh lum hết. Trước phần cá vô thấy ăn ngon, rễ ăn ngon lắm chứ. Từ từ đầu là tốt dữ dằn. Khúc nào đất đen phục 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 ha. Dạ, đất đen mà xốp đi lúng chân á. Đúng rồi. À, nó xốp. Rễ lắm. Cứ vô rễ dữ dằn lắm. Nào mấy cái đó ăn cả nhiều giờ bung đọt cũng lấp lá ráo. Này cũng bấm tỉa cành đầu sạch sẽ hết rồi. À, lúc mà ngoài cái đạm cá với hung bích ra thì anh đã tưới anh bữa giờ anh bổ sung thêm hóa học hay gì không? Có chứ, thì bổ sung thêm DB hoặc là 20-10 vậy đó. Bổ sung thêm những cây rải cũng không rải nhiều, tầm khoảng cây nửa ký hả. Cứ tầm 10 bữa, giải cử 10 bữa giải cử thôi. Cứ tầm mà chừng nào lá mình cứng, lá giải chừng nào lá cứng ngã là ngừng giải lại. Chứ lá này thì cũng vẫn còn giải bình thường nè. Lá này hiện giờ đang giải nè, đang xài. Đang giải đi bê hoặc với nếu mà lá mình kêu mình cứng vậy thì trồng thêm 20-15 vậy vô. Còn lá này là những cái lá này là đáng lẽ nó phải rụng bỏ nè, thấy không? Yeah. Nhưng mà nó nằm đây mà lá này nó rặn rất là to nè, thấy không? Yeah. 20-15 rồi DAP. 20-15 với DAP. Cứ tầm giải không có nhiều, cứ giải làng cho nó nhiều đây giải làng có nhiều. Tính ra cái thao giải viêm mình đổ ra có nhiêu tầm cũng 15 kg nhiều. Làng giải chỉ có thao 15 kg thôi. Một cái giường này. Một cái giường này. Một ba hàng này nè. Ba hàng đó thì tầm nếu mình lần giải là tầm khoảng 25 kg đến 30 kg á, giải hết giường. Còn giải ba hàng này không á, mình đi như quanh đó đó mà chỉ giải là chỉ có một thao thôi, một thao tầm khoảng 15 kg thôi. 15 kg DB với 25 trộn lại, trộn DB thì 50, 25, 50 là hai cái đồng làm giải. Chứ không rải nhiều, rải nhiều, mưa rải nhiều quá ăn dư. Thứ nhất là thúi rễ. Thứ hai nữa ăn dư quá mưa nó trôi xuống mương hết. Cái này anh rải rộng ra đây luôn à, tán nó ra tới đây luôn à. Nói chung là rải đều hết luôn á, chứ không có rải giờ nó chung là không có rải mà cách nó nữa. Vì rễ giờ nó ăn cây bên đó như ăn qua tới bên đây rồi. Ăn giáp cây với nhau à. Chứ rải không còn, bây giờ đường. Nó tàn đâu cây đó mà. Dạ. Còn cái mà nếu mà cái phân nở hữu cơ rồi á, anh có bổ sung nữa anh có xài có vậy có bổ sung phân nở phân gà của bảy á. À, phân gà nữa. Nguyên cái giường này một hết này là anh xài hết bao nhiêu phân nở? Một hết này một lần giải là 30 bao phân nở. 30 bao, bao 50 hay bao 20 anh? Một bao 25 kg. 25 kg xài hết 30 bao 25 kg rồi. Vậy một lần là một cử là 30 bao một tháng. Một cây đầu thì ăn xong là giải hết 30 bao. Rồi là một cây sau nữa. Nó vừa lúc mùa giáo lên là giải 30 bao nữa. Rồi Là giá một tháng là giải một lần đó. Một tháng là giải lần đó. Rồi giải chạy như cái đám này là mới giải có tầm có 60 bao thôi. Ừ, là hai lần ha. Từ 6 thùng phân cá. Từ lúc mà thu tới giờ là 6 thùng phân cá. 6 thùng phân cá. 60 bao phân nở. Rồi là cứ 10 ngày một bữa là rải DAP với 20-15. Cứ cách 10 ngày, 10 ngày rải, 10 ngày rải. Còn cái dạng lá này sao anh? Em thấy anh có cái dây lên trên đỉnh luôn á.
À, cái đó là chỉ là cái bé mình cái khi mà nó tới cái đợt mà người ta xả lúa rồi nó tới người ta xả lúa à, cái lúc đó là rầy nhiều cái mình nó khi người ta xả lúa cái đầu người ta vô nước cái xới cái rau rầy bay À, rầy nâu rầy rồi lúa rầy nè. nó bay luôn bay vào đây mình xịt đâu có lại mình xịt tầm khoảng 3 ngày 4 ngày sau là quay lại rồi mình nhờ cái bé này nè mình xịt bớt À, mình xịt bớt là mỗi cây này như là hai cái, mà một hai cái vậy hai đúng không cái ạ? hai cái Hai cái. hai cái bé bé này là nó chỉ chiều á mình mới xịt được thôi chiều á Sao buổi chiều cũng xịt được anh? tại vì buổi chiều mình đứng gió mới xịt được hiệu quả nó mới cao chiều khoảng đầu 5-6 giờ á với lúc đó con rầy nó không có thấy đường nữa xịt nó nói chung là yêu cầu trúng là chết còn giấc giờ sáng thứ nhất là xịt có gió cao mà nghĩ không cao vậy xịt có gió cái bay có hướng màu à Vậy là cái này là chuyên đặc trị là rầy đúng đúng không? rồi đã trị rầy chứ không trị sâu được Còn mà nếu mà mấy cái dòng nấm bệnh trên cây trên thân á, thì anh xịt bằng tay luôn, thủ công nấm á. đúng rồi này xịt thủ công xịt bằng tay chứ nói chung là xịt bằng tay xịt thủ công không á cái này rầy thì nói chung là xịt đuổi trên đó được Cái ngọn trên. còn bệnh lá đồ cũng xịt phải xịt bằng tay không đó này thì đợt này ra nói chung là ra cũng mạnh Mà em thấy là nhờ cái này mình thấy cái vườn mình không có bị rầy tấn công nhiều như mấy vườn bên cạnh ha. đúng rồi Mấy vườn bên cạnh là thấy cái đầu trên là nó quậy, nó quýt sạch khu bên chung này nhiều nữa. khi một cái vườn này là xịt một lần là phải 2.000 lít 2.000 lít rầy. hai hai ngàn lít rồi ra nội rầy không 2.000 lít rồi thì bây giờ mình nếu xịt không nổi thì mình cho cái bén phụ nữa nào phụ thôi còn cái nào mà xịt tay được thì mình xịt còn nào mình không xịt được thì nhờ bén phụ phải chiều 6 giờ chiều lên pha xịt lúc đó là thời điểm nó là gió ít Là một lần anh mở lên là nó xịt hết cả vườn luôn hay là nó xịt từng hàng như thế này? nói chung là nó xịt hầu như là gần hết cả vườn luôn nói chung là chỉ còn một hai hàng lại thôi hầu như là hết khoảng 70% vườn luôn á À, là mở một lần. mở một lần á tại vì mở là mở cái bơm bằng cái máy xăng mà nó lớn á rồi nó chạy nó tống lên quay hết luôn nói chung là dây thì nó dài thiệt nhưng mà nó trên đó sẽ quay y như trời mưa vậy đó nước xuống ào 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 nước ăn chăng tắm rồi mưa vậy luôn mà Nó thành thử ra mình ở trong này mà mình xịt chứ mình chịu không nổi đúng ngợp rồi luôn.